Nghe nói huynh tìm tôi phải không? Ban ngày có việc, bây giờ không việc gì nữa rồi. Có phải vì chuyện của tên bác sĩ người Tây đó không? Huynh nghi ngờ tôi bắn đứng hắn ta? Không phải. Đỗ Hải Long mà tôi quen biết không phải loại người đó. Vậy tôi là loại người gì? Vừa chánh vừa tà. Có rất nhiều khi tà khí nhiều hơn. Chánh tà đối với tôi không quan trọng. Quan trọng nhất là nghĩa khí và hào phóng. Là bằng hữu thì phải tốt với nhau, là kẻ địch thì phải đối đầu nhau. Tôi sợ nhất là không ra heo cũng chẳng ra chó. Đúng rồi. À, huynh đến cũng đúng lúc. Đây là tiền cọc tôi đền cho huynh, xem thử có đủ hay không. Huynh nói đi. Không đủ thì cũng hết cách, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Không ngờ rằng thư sinh các cậu cũng có uy tín đấy chứ. Tiền này tôi nhận. Có biết không, quy tắc giang hồ không được phá. Quỳnh khiến tôi tổn tài thì phải bồi thường. Nói thật đấy, hy vọng sau này Quỳnh đừng buôn bán á phiện nữa. Đó đều là những món tiền bất nghĩa. Á phiện hại người còn chưa đủ hay sao? Quỳnh lên lớp à? Đó là sự việc rõ ràng, không cần ai lên lớp cả. Thị phi thiện ác, tự trong lòng đo lường được. Vẫn chưa có ai dám nói với tôi như vậy. Tôi cướp á phiện có nguyên do của tôi. Nhưng nói với huynh cũng vô ích thôi. Đã nói là tú tài gặp phải lính, có lý nói không rõ được. Nợ của chúng ta coi như chấm dứt. Hẹn gặp lại sau. Được. Văn Bảo lại làm sao nữa? Hôm nay lại không học nữa à? Học không vô. Văn Bảo, để học dĩ lương đi có được không? Lại làm dĩ lương. Tỷ tưởng huynh ấy tốt lắm sao? Phạt cô cho huynh ấy một chức quan, huynh ấy không làm. Đi bán cá, lại không ở trong sạp cá, ra vẻ bí mật với Thủy Liên, cũng chẳng biết hai người làm gì. Thì ra đang nhớ Thủy Liên, để yêu mến cô ấy. Tỷ, tỷ hãy giúp đệ đi. Làm sao tỷ giúp đệ được? Chuyện giữa nam nữ với nhau đâu có miễn cưỡng được. Đệ mến Thủy Liên, nhưng Thủy Liên có yêu mến đệ hay không? Tỷ đang hối hận lần trước đã hỏi cô ấy cho đệ. Đệ nó có tình cảm với Thủy Liên ở chỗ nào vậy? Sao tỷ không nhìn thấy vậy? Tỷ thấy cô ấy rất thân với Vĩ Lương. Thủy Liên vốn là yêu mến đệ, cũng tại tên Lâm Vĩ Lương. Miệng thì nói là tôi và Thủy Liên không có gì, nhưng thực tế còn chưa đâu. Hắn còn với Susan, tức là con gái của ông tổng đốc người Tây nữa đó. Đệ đừng có nói bậy. Vĩ Lương sao lại làm vậy? Đệ nói bậy cái gì? Chính mắt đệ nhìn thấy mà. Susan tặng quà cho huynh ấy liên tục, còn hay tới nhà của huynh ấy. Tỷ à, tỷ chưa thấy đâu. Ánh mắt mà Susan nhìn huynh ấy. Thật sao? Hèn chi hôm nọ Vĩ Lương mời Susan ăn cơm. Tỷ bảo sao? Vĩ Lương mời Susan ăn cơm. Này, Vĩ Lương mời ai ăn cơm vậy? Mẹ. Nhà muội ăn được một chút cơm, nhưng vẫn còn có chút mơ hồ. Xem ra phải dưỡng thêm ít lâu nữa. Phải đó, để cho nó nghỉ ngơi đi. Vĩ Lương à, hôm nay có thể đi ra ngoài với mẹ một chuyến không? Đi đâu ạ? Tới nhà thờ dự lễ Chủ nhật. Mẹ đau lưng thì đừng có đi nữa, không được. Bây giờ có một ông cha mới tới, giáo dân đều nói ông cha này giảng rất hay. Mẹ vốn đạo Phật mà, tại sao vô duyên vô cớ lại tin Thiên Chúa giáo vậy?
Thiểm Lý dẫn mẹ tới đó. Mẹ đi lễ đã vài lần rồi. Nghe giảng kinh thánh thấy rất hay. Con không hiểu đâu. Từ khi A Minh ra đi, mẹ cứ nằm mơ hoài, thấy nó đứng trên đỉnh nhọn một ngôi nhà gọi mẹ, gọi tới mức mẹ cảm thấy rất đau lòng. Mẹ cũng chẳng biết nơi đó là nơi nào nữa. Sau đó tìm người giải mộng, người ta nói là nhà thờ, nên mẹ mới hiểu. A Minh được sinh ra tại bệnh viện trong giáo hội. Con người ta được sinh ra ở đâu thì sẽ về nơi ấy. Mẹ đi nhà thờ lãnh nhận ơn thánh, hát bài thánh ca, cầu nguyện cho A Minh. Trong lòng mẹ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nếu con không có thời gian, vậy thì một mình mẹ đi. Để con đi với mẹ. Tốt, đi. Dĩ Lương, con qua đây một chút. Cha có chuyện muốn nói với con. Ngồi. Chuyện gì vậy cha? Cha hỏi con, câu đối mà con đã viết, con có còn nhớ không? Người có chí sẽ thành công, quyết đến đến cùng. Bách nhị tần quan trung thuộc sở, người có tâm trời không phụ, nằm gai nếm mật. Tam thiên diệt giáp, khả thôn ngôn. Con có biết nội dung bên trong không? Có nghĩa là nam tử hán nhất định phải có chí khí. Không những phải có chí khí, mà còn phải có tiết khí. Cha hỏi con, con và Susan rốt cuộc là như thế nào? Pha cô lệnh cho con làm quan viên trong giọng hạ nha phủ. Đó là chuyện đơn phương của hắn có thể tha thứ được. Nhưng con qua lại với con gái của hắn ta, còn ăn cơm chung với nó. Con có biết bên ngoài nói con như thế nào không? Hai người ở chung với nhau rốt cuộc đang làm gì? Cha cũng đã nói rõ ràng, nhà Lâm chúng ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện xấu như vậy. Cha yên tâm, xin cha hãy tin con. Con tuyệt đối không làm chuyện gì nhục mạ tới tổ tiên nhà Lâm. Con nhỏ Susan đó, tự nó tìm đến nhà chúng ta, chứ đâu phải Dĩ Lương nhà mình đi tìm nó. Vậy mời nó ăn cơm ở nhà hàng Sương Nguyên cũng là do tự nó tới tìm hay sao? Đó là tại con đã mời cô ấy. Dĩ Lương, con sao vậy? Con hẹn cô ấy ăn cơm nhất định là có nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện xấu, không dám nhìn ai. Vậy con nói cho rõ ràng với cha con đi. Bây giờ không được, tạm thời chưa nói được. Nhưng xin cha hãy tin con, con làm việc quang minh lỗi lạc. Vậy cũng đâu có gì. Ở Macau giao tế với người Bồ Đào Nha là chuyện bình thường thôi. Lần trước không phải ông cũng gọi bọn lính có pha cô vào trong nhà ăn cơm sao? Vậy ông có biết người ta đã nói ông như thế nào không? Đó là hai chuyện khác nhau. Quy tắc trên biển đâu phải bà không biết. Rơi xuống nước rồi thì con chó hay con mèo tôi cũng phải cứu. Hơn nữa, hôm chúng bước vào trong nhà, làm sao tôi biết chúng là ai? Bây giờ thì khác. Pha cô phá vỡ giọng hạ gia phủ, cưỡng hành phong biển, thu thuế. Bây giờ còn nổ súng bắn A-U và những ngư dân khác bị thương. Con qua lại với con gái của hắn, con có biết hậu quả thế nào không? Con thật tình cũng không tốt chút nào. Dĩ Lương à, sao con lại qua lại với con gái của ông Tây vậy? Nhưng mà con nhỏ Susan đó coi bộ cũng có giáo dục, trông cũng thanh tú hiền diệu. Cha và con gái vốn là hai chuyện khác nhau mà. Dĩ Lương chúng ta chẳng qua chỉ ăn cơm với cô ấy thôi. Vậy thì có vấn đề gì chứ? Đói bụng mà. Nè, ông đói bụng có ăn cơm không? Bà cãi bướng tôi làm chi? Nó đi ăn cơm với một người phụ nữ, bà có biết không? Vậy thì đã sao chứ? Ông cũng ăn cơm với tôi hoài. Tôi không phải là phụ nữ hay sao? Bà thật là, bà quá thật là phụ nữ, bà còn cãi bướng làm gì? Thôi cha đừng nói nữa. Chuyện pha cô đã làm con biết rõ nhất. Con mời Susan ăn cơm là có nguyên nhân. Con biết rõ con đang làm gì. Con tuyệt đối không làm chuyện mất mặt nhà Lâm đâu. Vậy là được rồi. Hảo hán làm việc hảo hán chịu. Dĩ Lương nhà mình biết nó đang làm gì mà. Mẹ tin con. Thôi đi. Chúa là tình yêu. Quan hệ giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần chính là mối quan hệ của tình yêu. Đối với việc tạo dựng loài người, cứu rỗi loài người cũng được xuất phát từ tình yêu của Chúa. Ngài hy vọng con người có thể hiểu được tình yêu của Ngài, đồng thời cũng hy vọng con người có thể tận tâm tận lực để mà yêu thương Ngài. Ngài muốn mãi mãi yêu loài người và yêu loài người với tình yêu quảng đại bác ái của Ngài.
Lần này em đã đi đâu rồi? Thời gian chúng ta xa cách nhau quá dài, anh luôn nhớ em. Anh không biết em đang xảy ra chuyện gì. Tha lỗi cho anh không bảo vệ tốt cho em. Đúng vậy, bọn anh đã tới Macau. Trong ánh mắt nghi kỵ của con người và cơn sóng to gió lớn, đây là một vịnh ở Đông Phương, một nơi mà em không ngờ đến. Em sẽ nhìn thấy trước ngực anh sẽ có thêm một quân chương do nữ hoàng ban tặng. Trong ánh mắt của em tràn đầy sự ưu quốc. Con gái của em là Susan. Nó đã khôn lớn rồi. Anthony. À, hay gọi anh là Thủy Sinh. Không, cô cứ gọi tôi là Anthony. Tôi không hiểu tại sao cô còn tìm tôi vẽ tranh cho cô. Bức tranh của mẹ cô không phải đã tìm được rồi sao? Anh không hiểu thật sao? Nếu không vẽ tranh ở đây thì anh phải trở về trong nhà giam. Hơn nữa, cha em đã mang bức tranh đi rồi. Ông ấy muốn nói chuyện với mẹ em. Nói chuyện với người đã khuất à? Linh hồn của con người có thể nói chuyện với nhau. Cô Susan, nếu cô tin rằng có linh hồn, vậy cô có tin là có địa ngục không? Địa ngục? Tại sao lại nói như vậy? Đêm hôm qua tôi nằm mơ. Trong giấc mơ tôi bị rơi xuống một vũng bùn lớn. Tôi liên tục dùng dãy nhưng không thể thoát ra được. Lúc đó đột nhiên một con rắn bơi qua phía tôi. Nó quấn chặt lấy tôi. Đôi mắt của nó đỏ như máu. Hai chiếc răng đầy chất độc nghiến chặt vào vai tôi. Anthony, tôi hít thở liên tục nhưng không thể thở được. Nhưng tay của tôi đã mất. Tiếp đó là đầu. Đầu của tôi đột nhiên bay ngang qua vai của tôi. Nó bay lượn vòng trên bầu trời rồi biến thành một cái đầu lâu. Anthony, cha tôi chết rồi. Ông ấy đã bị tôi hại chết. Thôi đừng nghĩ bậy nữa. Anh ở đây rất an toàn. Pilia đã tìm kiếm ở nơi tôi cập bến. Làm sao hắn biết tôi đến? Ai đã bắt đứng tôi? Chị Thủy Liên. Không thể nào. Lâm Dĩ Lương cũng sẽ không. Đỗ Hải Long, người ngư dân kia, còn ai nữa? Không phải anh nghi ngờ tôi chứ? Tôi không biết. Dù sao thì cô đã không muốn tôi bỏ trốn. Tôi đã trở lại. Đi một vòng rồi quay trở lại. Từ trong ngục quay trở lại đây. Cút đi. Dĩ Lương à, lúc nãy trước mặt cha con mẹ không nói, nhưng mẹ muốn hỏi con. Con có ý với cô gái người Tây đó sao? Mẹ nói Susan à, làm sao có thể được? Tuy cha và con gái là hai người khác nhau, nhưng hãy con nghĩ tới A Minh là con, vậy thì mẹ yên tâm rồi. Mặc kệ cha cô ấy là ai, cứ cho là những cô gái Tây khác cũng rất kỳ quặc. Lúc ăn cơm thì nó chuẩn bị hai món đồ, con dùng đũa, nó dùng nĩa. Như vậy mà không đánh lộn nhau mới lạ. Mẹ không cần phải lo. Đó là chuyện không bao giờ có. Vậy là tốt. Mẹ luôn muốn hỏi con nghĩ sao về Thủy Liên? Chuyện đó không phải là đã xong lâu rồi sao? Tuy là đã hủy hôn, nhưng mẹ nhận ra con vẫn yêu Thủy Liên. Tuy hôm đó Thủy Liên từ chối, nhưng mẹ cũng nhìn ra cô ấy cũng yêu con. Con bé Thủy Liên này lòng dạ quá lương thiện. Nó không muốn khiến cha nó buồn. Mẹ mang bộ mặt già này đi nói chuyện với Thẩm Tường Khôn. Hủy hôn được thì tái hôn cũng được chứ. Một cô gái tốt như Thủy Liên, nếu con không nhanh tay lên thì sẽ trở thành người của kẻ khác đấy. Mẹ cũng muốn sớm được bế cháu. Chúa cũng đã nói con cháu nhiều chính là do ăn ở lương thiện, là được Chúa ban ơn. Sự việc đâu có đơn giản như vậy.
Susan. Cô Susan, tôi có việc này cần nói với cô. Việc gì? Cha của cô bảo tôi điều tra vụ việc hỗ trợ Anthony bỏ trốn. Người đã điều tra ra chưa? Tôi đã điều tra ra một số manh mối. Nhưng tên Anthony đó hình như thần kinh của hắn có chút vấn đề. Lời hắn nói ra lúc này lúc khác, không thể tin vào lời của hắn. Tôi cũng thấy vậy, thần kinh của hắn. Nhưng mà mọi dấu hiệu cho thấy chiếc thuyền cô đi hôm đó hình như có vấn đề. Tại sao lại có vấn đề? Tôi cũng không tin có chuyện đó. Có cô Susan ở trên chiếc thuyền ấy, làm sao lại có vấn đề chứ? Nếu tôi tiếp tục điều tra, thì có khác nào là cô Susan có vấn đề? Quả là hoang đường. Hôm đó tôi cũng có ở hiện trường. Vậy thì tức là tôi cũng có trách nhiệm. Tôi không tin lời khai đó. Không thể nào như vậy. Đúng vậy. Tất nhiên là không có vấn đề. Nhưng mà cũng phải có người chịu tội chứ. Sao hả? Vì cha cô đã ra lệnh. Nhưng cô hãy yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách chống lại. Tôi sẽ khiến cô và cha của cô đều hài lòng. Cảm ơn ông, thưa ông Carlos. Cô lại gọi tôi là thiếu úy Carlos nữa rồi. Được rồi, xin cảm ơn Carlos. Thủy Liên, đi bắn hoa. Đúng, Quỳnh đang tìm muội. Chúng ta phải cố gắng nói chuyện với nhau. Tôi chẳng có gì muốn nói với ông. Này, đừng có nói năng tuyệt đối vậy chứ. Chẳng may phải đi tới nước đó thì sự việc không còn dễ dàng nữa đâu. Đi. Hai người bắt tôi đi đâu vậy? Nói đi. À, Hải Long Huynh, Lý Công Tử. Ông biết tại sao lần này tôi lại mời ông tới đây không? Việc này chắc là á phiện như thế nào? Cháy rồi. Ông cũng không hồ đồ đó. Vậy á phiện đã cháy hết rồi, ông không lãnh được hàng. Vậy thì tôi chỉ còn biết trả tiền cọc gấp đôi lại cho ông. Hải Long Quỳnh quả là giữ uy tín. Hèn chi giang hồ gọi Hải Long Quỳnh là đại hiệp. Đà tạ nha. Khoan đã, nhìn kỹ chưa? Nhìn kỹ rồi. Trên tay của ông rồi chứ? Thì tôi đang nắm trên tay này. Hai chúng ta hết rồi. Vậy tôi đã trả ngân phiếu cho ông. Về số tiền cọc coi như xong. Nhưng bây giờ tôi lấy lại tầng ngân phiếu là để tính món nợ khác với ông. Nếu tính xong hết thì tầng ngân phiếu này vẫn thuộc về ông. Không phải. Muốn nợ gì vậy? Chuyện Liên Phong Sơn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên Phong Sơn, ông không biết? Ông đi theo sau đích mà ông không biết sao? Lý Văn Nghiêu, lần này đã là lần thứ hai rồi. Ông dám đụng lên đầu của tôi à? Không phải Hải Long Huynh, tôi bị quan thật đó. Ông Tây tại sao tới tôi không biết thật mà. Có lẽ ông ấy phát hiện trên núi có chuyện gì đó. Không phải Hải Long Huynh à, Huynh hãy tin tôi. Nếu tôi có hai lòng thì trời sấm sét đánh chết tôi. Ra biển tôi bị lật thuyền. Hải Long Huynh, tôi dám lấy cái đầu của mình ra giỡn sao? Nhìn ông cũng không ngốc đến vậy. Đúng. Tôi là người buôn bán. Á phiện đã nói giá cả xong hết rồi. Bây giờ tôi lãnh hàng ngay lập tức đây nè. Quỳnh nói có khi nào tôi tự cắt đứt đường tài lộc của mình không? Có đúng không? Nói vậy ông Tây đến đó là sự vô tình, là sự trùng hợp. Có đúng không? Quỳnh nói mấy ông người Tây là do ai gọi tới? Chắc là trùng hợp thôi. Được, cứ cho là trùng hợp. Nhưng mà cuối cùng thì cũng do ông dẫn tới đó thôi. Món nợ này phải tính thế nào đây?
Món tiền này huynh cứ cầm lấy, cứ coi như là tiền an ủi tiểu đệ để cho huynh. Cầm lấy, không miễn cưỡng chứ, không có không có. Vậy thì cảm ơn nhé. Huynh nói để có người bạn nghĩa hiệp như Hải Long huynh đây, vậy là Lý Mậu đây có phước ba đời. Huynh nói để phải tốn bao nhiêu tiền để mà mua được đây. Ông nói xong chưa vậy? Xong rồi, xong rồi. Vậy tôi không tiễn ông nha. Vậy Hải Long huynh, tôi xin cáo từ. Hải Long huynh, cáo từ. Ông chủ, A Hùng, A Cang đâu? A Cang đi gọi người rồi. Để nghe nói ông chủ bị người ta bắt đi, lập tức tới ngay. Không sao chứ, không sao. Ta có thể có sao được. Đỗ Hải Long, thằng Tây, bọn chúng mày phải bị trời đánh, ra biển bị chết đuối, đi đường bị trật chân gãy cổ, uống nước thì bị mắc nghẹn. Huynh đoán là nhà muội mắc bệnh tim. Bệnh tim gì vậy? Muội nghĩ đi. Nhà muội là một cô nương, cô ấy có thể mắc bệnh tim gì? Ý huynh là nhà muội ngoài không thích nói chuyện ra, cô ấy không có gì khác chứ những người bình thường khác. Người bình thường nghĩ gì, cô ấy cũng nghĩ. Cô ấy nghĩ tới đàn ông rồi. Nói bậy nói bạ, nói gì khó nghe quá đi. Đúng đúng, nói vậy có chút hơi phàm tục. Phải nói là nhớ chàng. Xưa nay thiếu nữ nhớ chàng là chuyện bình thường, đâu có gì khó coi chứ. Hơn nữa huynh còn biết người cô ấy nhớ là ai nữa. Ai vậy? Muội không nhìn ra sao? Lâm Dĩ Lương. Thật ra nha muội lúc nào cũng yêu thầm Lâm Dĩ Lương. Lần trước Lâm Bá Bá có lòng muốn nhận cô ấy làm con dâu, tuy không thành, nhưng mà như vậy làm tăng tình yêu của nha muội đối với Dĩ Lương. Muội và Dĩ Lương đã cắt đứt với nhau, vậy là nha muội có cơ hội rồi. Không ngờ Susan lại xen vào, dây dò cả đôi bên, làm cho cô ấy nóng lòng như lửa đốt, lại không thể nói ra được. Cộng thêm cơn sốc trên pháp trường, không bệnh mới lạ. Giang Bảo, tôi cảm thấy gần đây huynh có chút thay đổi thật đấy. Sao hả? Huynh trở nên không còn lòng thương hại. Nói bậy nói bạ. Nhà muội bị bệnh ra nông nổi này. Còn huynh nói kìa. Huynh nói thật mà. Thật ra huynh cũng rất tội nghiệp nha muội. Mẹ cô ấy mất quá sớm, cô ấy trở nên là lạ. Tôi ra tiệm hoa bán đi. Đa tạ, hôm nay huynh đã đãi tôi ăn. Giang Bảo, Dĩ Lương thế nào rồi? Dĩ Lương đi Quảng Châu rồi, đi kiện. Dĩ Lương này đúng là không đụng vào tường, không biết chết là thế nào. Đi kiện, nhưng mà trong người lại không mang theo ngân lượng, lại không thuộc đường. Chẳng trách gì người ta gọi huynh ấy là con mọt sách. Đi Quảng Châu à? Mình phải làm ít bánh bột gạo cho huynh ấy. Muội nói gì? Không có gì. Bánh gạo, mạng tốt thật. Còn có người nhớ tới. Tôi ngài tổng đốc, ngài tìm tôi. Tên cướp biển cướp của chúng ta đã có tin tức gì chưa? Đỗ Hải Long vẫn chưa có tin gì. Lần trước ở Liên Phong Sơn suýt chút bắt được hắn. Người cần phải theo sát. Dạ. Người này nếu không bắt được hắn sớm hơn thì đó chính là mối hiểm họa của chúng ta. Dạ. Ngồi đi. Cảm ơn ngài. Chúng ta bàn chuyện quan trọng. Việc đưa lao động đến Peru tiến hành ra sao rồi?
Người Anh nói phải chờ một lúc nữa. Gần đây quá nhiều bão táp trên biển cho nên họ lo. Xảy ra việc đều dọc theo đường dẫn chuyển. Cách đây không lâu, Sao Paulo đã bị lật trên biển Malacas, làm chết hơn 200 người đi phu. Ai bảo chúng tham quá? Con tàu đó rõ ràng chỉ có thể chở 200 người, nhưng chúng cứ đòi chở 400 người. Đáng lắm, chúng xui xẻo. Vậy giá cả thế nào? Họ không chịu nhượng bước. Họ nói là thà không làm ăn, chứ không làm ăn lỗ vốn. Những tên xảo quyệt đạo đức giả đó, tham lam còn hơn con cáo. Chúng muốn ăn thịt, nhưng lại không muốn há miệng ra. Mặc kệ chúng. Nếu chúng có bản lãnh, thì cứ để chúng tự tới Hồng Kông mà tìm đi. Carlos, nữ hoàng có thư, bảo tình hình kinh tế trong nước không tốt. Bà ấy rất kỳ vọng nơi này. Hy vọng chúng ta sẽ trở thành kho vàng phương Đông của nước Bồ Đào Nha, là nguồn sức mạnh ủng hộ cho quốc gia. Carlos, cậu không nhận ra sao? Ma Cao là nơi mà ta và cậu đã kiến công lập nghiệp, là một cơ hội gặp gỡ khó có trong cuộc đời. Chúng ta phải ra tay làm việc thôi. Ta đang bắt đầu trưng thu thuế giao dịch và thuế đầu người với người qua. Sẽ có phiền phức đấy. Cuộc chiến tranh Á Phiện vừa mới qua được 7 năm, chính phủ nhà Thanh vẫn chưa tỉnh lại trong cơn ác mộng bom đạn của nước Anh. Nhưng mà tôi lo bọn ngư dân, chúng sẽ... Ngư dân? Thủ lĩnh của chúng, Lâm Dĩ Lương, đang nằm trong tay của ta. Còn nữa, Carlos, theo cậu thì lời của Anthony có đáng tin cậy không? Ý ngài là nó nói một con thuyền ngư dân người qua đã giúp nó bỏ trốn. Nó không quen biết chủ thuyền. Tôi vẫn đang điều tra. Chủ thuyền đưa hắn bỏ trốn đã có một chút manh mối. Chỉ có manh mối thôi à? Cậu tưởng là ta sẽ cho cậu tiếp tục điều tra vô thời hạn sao? Ta có rất nhiều việc cần phải làm. Dạ không thưa ngài, tôi tin nhanh chóng sẽ có kết quả thôi. Carlos, ta cho cậu thời gian 3 ngày. Thưa ngài, có vấn đề không? Không có vấn đề. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ bắt người chủ thuyền đó đưa về đây cho ngài. Đa tạ. Thủy Liên, việc này trước sau gì cũng phải nói với con. Nói sớm còn hơn nói trễ. Thủy Liên à, cha nói con làm gì vậy? Đây là chuyện quan trọng. Con cũng có việc quan trọng. Con có chuyện quan trọng gì chứ? Con cần phải đi bán qua, nếu không chúng ta ăn gì đây? Trong học tủ có tiền lẻ, coi chừng bị lấy cắp đó. Nào thêm nước đi, đổ nước vào trong đi. Không nên thêm quá nhiều nước. Bao nhiêu cân? Kiêng lên, kiêng lên. Nào, nào. Bao nhiêu cân vậy? Nhanh lên, nhanh lên. Bao nhiêu? 165 cân. 165 cân. Nào, nào. Dĩ Lương, Quynh về rồi à? Con về à? Dạ, con về. Gặp được Từ đại nhân chưa? Dạ gặp rồi. Ông ấy bảo về chờ. Chờ, chờ trong vòng bao lâu? Làm sao con biết? Chuyện trong nha môn không rõ ràng, có khi phải chờ 1-2 tháng, cũng có khi chờ 1-2 năm. Đúng, thì đó, người nhỏ lời nhẹ. Cha, để con làm cho. Không, không, không. Dĩ Lương, con vừa mới về tới, về nhà nghỉ ngơi đi. Văn Bảo, đa tạ cậu đã tới giúp, không có gì. Tỷ tỷ của cậu bảo cậu tới học tập, chứ đâu phải là bảo cậu tới đây bán cá giúp tôi. Lâm bá, học thì có gì là hay chứ, học nhiều quá ngược lại thêm phiền não, có đúng không? Bà xem người xưa Trương Phi Lý Quỳ chẳng biết chữ nào, nhưng vẫn là phúc tướng, có rượu uống, có thịt để ăn. Còn có Đỗ Hải Long hôm nay cũng đâu có học bao nhiêu, nhưng người ta sống rất tự do. Tại sao vậy? Đó chính là nhờ học được một thân bụng công phu đấy. Cho nên không có nói rõ được đâu. Quan phủ còn không làm được gì hắn ta. Cái gì có lý đi khắp thiên hạ. Bây giờ mấy ông Tây có lý hay không? Bắn tàu cá còn có lý hơn. Có ai dám làm gì chúng đâu.
Con thấy bây giờ có sức khỏe là có thể đi khắp thiên hạ, hoặc là có tiền sẽ có thể đi khắp một nửa thiên hạ. Dù sao thì thế giới hiện nay là như vậy. Văn Bảo, Quỳnh nói vậy là không đúng. Sao lại không đúng? Rõ ràng là như vậy mà. Quỳnh nói có đúng không? Đúng, đúng, đúng. Cá trắm 89 cân. Văn Bảo, con nói cũng chưa hẳn là không có vấn đề. Chỉ tại là Dĩ Lương, Quỳnh về rồi. Muội. Dạ, Lâm Bá. Thủy Liên có chuyện gì không? Không có chuyện gì. Muội đi trước nha. Thủy Liên, tụi con nói đi, ta ra bến tàu xem thử có cá không. Được rồi. Có phải là tôi cũng phải tránh ra chút xíu không? Không cần. Có chuyện gì vậy? Chúng ta ra ngoài nói đi. Lâm Dĩ Lương tiên sinh phải không? Mời ông đi với chúng tôi. Dĩ Lương, không sao đâu. Ông Lâm Dĩ Lương, hình như chúng ta rất có duyên, thường hay gặp mặt nhau. Vậy à? Không phải sao? Chúng ta tính thử xem. Lần thứ nhất là ở nhà ông, lần thứ hai là trên tòa án thụ lý vụ án của đệ đệ tôi. Thôi được. Thưa ông Lâm, những chuyện quá khứ chúng ta không bàn nữa. Tôi nghĩ chúng ta cũng không cần vòng vo. Ông biết đó, tôi đang nhận được lệnh điều tra vụ án kẻ nào đã giúp Anthony bỏ trốn. Đáng lẽ là tôi trực tiếp tới nhà của ông, nhưng tôi nghĩ tới việc có thể sẽ làm ảnh hưởng người nhà của ông, cho nên tôi mới cho người mời ông tới đây, hỏi ông một số vấn đề, hy vọng ông hợp tác. Thẩm vấn tôi à? Căn cứ theo hiệp nghị của Đại Thanh và nước Bồ Đào Nha, ông vốn không có quyền bắt tôi. Nếu không nghĩ tới người nhà của tôi không bao giờ đến đây. Quả là một người có học. Thật ra hiệp nghị tư pháp gì, quyền cái quản tư pháp gì, chúng ta vốn chẳng cần thiết phải để ý tới nó. Đó là chuyện của cấp trên. Hơn nữa, tôi không có bắt ông, mà là mời ông. Mời ông tới đây uống trà. Tên Carlos đó thực ra muốn làm gì? Chắc hắn không làm gì Dĩ Lương chứ. Khó nói lắm. Tên Tây như Carlos ra vẻ lễ nghĩa bề ngoài lắm, nhưng không biết trong lòng hắn ta đang nghĩ gì. Con người ta sợ nhất là dạ hổ mặt người. Không có chuyện gì đâu. Họ không có vào tổng đốc phủ, chỉ vào trong quán ăn thôi. Có lẽ chỉ hỏi vài vấn đề là xong. Vấn đề cũng có lớn nhỏ chứ. Bây giờ tổng đốc không phải là Loret mà là Faco. Quỳnh đã nói rồi, qua lại với bọn Tây nhất định phải cẩn thận. Bây giờ có chuyện rồi. Quỳnh thấy chắc là Faco đã biết chuyện con gái ông ấy bị Dĩ Lương nên truy cứu. Bây giờ Dĩ Lương mai ít trũi nhiều rồi. Sao Quỳnh lại biết là chuyện của Dĩ Lương với Susan? Sự việc ranh ranh là vậy. Susan đến tìm Dĩ Lương mấy lần, họ ăn cơm chung với nhau. Dĩ Lương còn mời cô ấy ăn cơm nữa. Dĩ Lương cũng đã thừa nhận rồi. Dĩ Lương làm vậy là có mục đích. Đương nhiên là có mục đích. Không có mục đích, Faco bắt Quỳnh ấy làm gì? Vậy phải làm sao? Văn Bảo, Quỳnh là người bạn thân nhất của Dĩ Lương. Quỳnh phải nghĩ cách giúp Quỳnh ấy. Đúng là Quỳnh đã coi Quỳnh ấy như một người bạn thân nhất. Nhưng ai mà biết Quỳnh ấy có coi Quỳnh là bạn thân nhất không? Bây giờ Quỳnh ấy có chuyện đang giấu Quỳnh, làm sao Quỳnh giúp được? Thủy Liên, muội đi đâu vậy? Không cần Quỳnh lo. Thủy Liên, không phải Quỳnh đang nghĩ cách rồi sao? Muội càng ngày tính tình càng nóng nảy. Cô Susan,
Cô Susan, Thủy Ly, cô đang... Tôi muốn tới Hồng Kông chơi vài hôm cho đỡ buồn. Cô có chuyện gì không? Lâm Dĩ Lương bị bắt rồi. Bị ai bắt vậy? Carlos. Ở đâu? Hà Lan Viên. Tiểu thơ, tàu đang chờ chúng ta. Bảo chúng đợi tôi ngay bến tàu. Khoan đã. Xuống ngay. Mau xuống ngay. Đi. Tuy là ông đã cứu mạng của cô Susan, nhưng mà nếu ông cứ cố chấp mà cho rằng tổng đốc Faco sẽ nhìn ông bằng ánh mắt khác, thì từ đó ông tìm kiếm một con đường đối kháng nguy hiểm. Vậy là ông sai lầm lớn đó. Cà phê của người Tây các ông quả thật khó uống. Sao ông lại khẳng định là tôi đã đưa Anthony bỏ trốn? Hôm đó ông đã ra khơi, mùa cá ra khơi có hơn ngàn chiếc. Nhưng theo sự điều tra của tôi, ông là một người có học. Bình thường ông bán cá tại sạp cá. Rất lâu rồi ông không có ra khơi. Hôm đó ông đột nhiên ra khơi. Không phải trùng hợp như vậy chứ? Chỉ dựa vào vậy thôi à? Thật ra hôm nay tôi cũng muốn ra khơi. Hơn nữa hôm đó tôi ra khơi, ông cũng thấy đó. Nếu hôm đó Susan không có trên thuyền thì tôi đã lục soát rồi. Tôi hiểu rồi. Ý ông là Susan chính là tội phạm. Tôi không có ý đó. Ý tôi là tôi không thể lôi cô Susan vào cuộc. Ông Lâm, tôi xin ông chú ý lời nói của mình. Nếu tổng đốc Faco biết ông có thái độ như vậy, ông ấy sẽ không vui đấy. Ông Carlos, tôi biết tổng đốc Faco muốn tìm người đã thả Anthony đi. Còn ông, việc đó vốn là thuộc trách nhiệm của ông. Ông lại đổ trách nhiệm cho người khác. Thậm chí ông còn nghi ngờ cả cô Susan. Tôi có hai câu hỏi cần hỏi ông. Một là, không lẽ đây chính là phong độ đàn ông của người Tây phương các ông sao? Thứ hai, ông không cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm sao? Nếu tổng đốc Faco biết chuyện này rồi, sẽ nghĩ ông như thế nào? Ông... Lâm Dĩ Lương, ông quả thật đã cho tôi lãnh giáo miệng lưỡi của người phương Đông các ông. Thật lễ quá. Nói thật lòng, tôi chỉ vì Susan, nếu không thì từ lâu tôi đã bắt ông rồi. Ông mở miệng ra là ông nói về cô Susan, vậy thì phải làm theo ý của cô Susan đi chứ. Nhưng hình như ông chẳng làm được như vậy. Lâm Dĩ Lương, ông còn cứng miệng sao? Tôi cho ông biết, tôi có khẩu cung của Anthony, còn có lời chứng của cô Susan. Bọn họ đều nói lần bỏ trốn này là do chính ông chủ mưu bày kế. Không thể nào. Không thể nào. Ông nói cho tôi biết, tại sao lại không thể? Một người trước tình trạng bị uy hiếp tới mạng sống, đương nhiên là người đó sẽ nói thật. Ông tưởng cô Susan sẽ vì ông mà đối đầu với cha cô ấy thật sao? Nực cười. Lâm Dĩ Lương, tôi nghĩ ông tốt nhất hãy gánh vác việc này đi. Tổng đốc Faco hiện nay vẫn chưa biết sự việc trải qua thế nào. Ông hãy nhận tội đi, đừng để liên lụy tới cô Susan, hiểu không? Như vậy có lẽ tôi sẽ còn xin giúp cho ông với tổng đốc Faco xử ông tội nhẹ. Cô Susan đã tới. Bảo cô ấy chờ ở bên ngoài. Dạ. Lâm Dĩ Lương, nghe nói người đã bắt Lâm Dĩ Lương. Cô Susan,
Không ngờ là cô lại tới đây. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao người phải bắt ông ấy? Không, không phải bắt. Là mời tới uống cà phê. Cà phê. Được. Vậy cho tôi một ly. Cô Susan, tôi cũng muốn uống cà phê. Cô Susan, e rằng không thích hợp đâu. Có gì không thích hợp? Sợ tôi không trả tiền à? Không. Không phải ý đó. Cô Susan à, tôi muốn bàn một số công việc với ông Lâm Vĩ Lương. Công việc? Công việc gì vậy? Cứ để tôi nghe. Chắc là lý thú lắm. Việc này... Carlos, tôi cảm thấy hai người bàn với nhau thích hợp hơn. Đúng, vậy được. Người ra ngoài, để tôi bàn với ông Lâm. Cái gì? Vậy không được. Vậy được. Ông ở lại. Tôi ra ngoài bàn với ông Lâm. Tôi có việc quan trọng cần nói với ông ấy. Chúng ta đi. Xin phép nhé, cô Susan. Tôi làm việc theo lệnh của cha cô. Cha cô bảo tôi phải phá án có thời hạn, phải tìm ra kẻ để giúp Anthony bỏ trốn. Đó là chuyện của ngươi. Nhưng lần đó Lâm Vĩ Lương lái thuyền ra khơi, có hiểm nghi rất lớn. Tôi cũng có trên thuyền, nhưng tại sao tôi chẳng thấy gì cả? Không phải là người đã cho người lên lục soát trên thuyền rồi sao? Tính tiền. Cho mượn ít tiền, tôi sẽ trả lại ông. Susan, đi thôi. Thật là ngại quá. Tránh ra. Thiếu tá. Anh cứ nói là anh không biết gì cả. Những chuyện khác để tôi đối phó. Tên Carlos này quái gở lắm. Lần này đa tạ cô. Lời nói thật lòng ư? Đương nhiên rồi. Vậy anh trả ơn tôi như thế nào? Đừng mời tôi ăn cơm. Đi Hồng Kông chơi vài ngày với tôi có được không? Không được. Nhìn anh căng thẳng kìa. Vậy thôi, chúng ta đi săn bắn có được không? Tôi không biết săn bắn. Vậy cưỡi ngựa với tôi đi. Tôi không biết. Không phải chứ, đàn ông đều biết cưỡi ngựa mà. Lạ lắm đó. Anh cưỡi thử đi, cũng hay lắm đó. Tôi không biết, cũng không thích. Anh thử đi, cưỡi ngựa vui lắm, nhanh lên. Tôi không biết, anh cứ thử đi. Hơn nữa sập cá đang bận lắm, tôi phải quay lại đó. Đạp lên đây, tôi không biết. Đạp lên đây, lên đi. Cô làm gì vậy? Đừng có căng thẳng, đi theo tôi. Anh cứ yên tâm đi, tôi đưa anh về sập cá. Coi kìa, đây có phải là Lâm công tử không? Sao lại đi chung với một bà người Tây? Cô cho tôi xuống ngay. Tới liền đó mà. Anh không có sao chứ? Sao cô lại làm như vậy? Tôi chỉ tốt bụng thôi. Anh không bị ngã thật chứ? Vậy tức là anh biết cưỡi ngựa. Nếu không sao lại có thể nhảy từ trên ngựa xuống nhanh như vậy mà không bị té? Xin cáo từ. Này, tiểu
thêm. Tao đang chờ cô kìa. Nào, mang cá này vào đi. Xuân Phương đâu? Phát Thúc, mấy ông Tây đã đưa Dĩ Lương Ca đi rồi. Vào lúc nào vậy? Lúc nãy, không lâu lắm. Bọn tạp chủng này, để tôi đi xem sao. Phát Thúc à, cần cá trước đã. Thúc coi giá đi, thì cậu cứ tự lo liệu. Phát Thúc, Dĩ Lương, cá của Phát Thúc thu theo giá cao nhất. Dĩ Lương về rồi à? Con không sao chứ? Không sao. Bọn chúng đưa con. Cứu tôi với. Đứng lại, cứu tôi với. Đứng lại. Đây, ngươi làm gì vậy? Ban ngày ban mặt giúp chọc ghẹo phụ nữ. Người phụ nữ này chính là để cho đàn ông chơi mà. Đây không phải là ai giàu ở phường Cao Hứng sao? Thì đó, không phải, tôi chỉ đeo bảng vậy thôi. Tôi không làm, không phải tôi. Đừng có dở trò. Điểm trong phường Cao Hứng có người này người khác sao? Mau đi theo tôi, cứu tôi. Dĩ Lương, ngươi là tên súc sinh. Bắt ra đây cho ta. Dạ. Hay quá, hay quá. Hay quá, hay quá. Đánh hắn đi, đánh hắn đi. Hay, hay. Nể tình chúa, xin đừng ra tay. Đồ chó má. Chú Pháp, Dĩ Lương Ca. Đồ khốn, tao giết chết mày. Chú Pháp, chú Pháp, thả tôi ra. Dĩ Lương Ca, chú Pháp. Đưa hắn đi. Chính là tên này à? Ngài đang chữa vết thương cho hắn. Ông ấy chảy máu quá nhiều, cần phải lấy viên đạn ra, nếu không sẽ chết. Hắn vốn là phải chết, dám đánh trả lại quan quân Bồ Đào Nha. Anthony, cậu có biết hắn không? Cậu chưa hiểu ý của tôi. Đương nhiên là cậu phải biết hắn. Thôi được, chút nữa nói tiếp. Bây giờ dừng lại việc cứu hắn. Dừng lại à? Ông ấy sẽ chết. Hắn vốn đáng chết. Tôi là một bác sĩ, tôi không thể thấy chết không cứu. Anh tôi đi. Thiếu tá Carlos, Chúa Giêsu nói, tôi đến là để mang sự sống cho người khác, hơn nữa là sự sống đời đời. Chúng ta không thể chống lại ý của Chúa. Nếu chúng ta xử lý người bị thương này, chắc chắn Chúa sẽ trừng phạt chúng ta. Tổng đốc Faco cũng sẽ không đồng ý đâu. Vậy sao? Cha Đen, bây giờ tôi cần phải làm phẫu thuật cho ông ấy. Ông có thể giúp tôi không? Con bò được Pilia này làm mất hết mặt của quan quân người Bồ Đào Nha rồi. Nhưng mà người Hoa lại dám công kích quan quân của chúng ta. Theo cậu thì nên xử lý thế nào với tên A Phát? A Phát, thưa ngài tổng đốc, theo tôi thì người này chắc chắn sẽ để lại hậu quả cho chúng ta về sau. Theo sự điều tra của tôi, tính cách ông ấy ngang ngược, đang đầy hận thù với người Bồ Đào Nha chúng ta. Khi xưa lúc Lores còn làm tổng đốc, người đánh người Bồ Đào Nha bị thương chính là hắn. Lần trước mặc kệ lệnh cấm ra biển, cố chấp ra khơi cũng chính là hắn. Quan trọng hơn nữa là người đưa Anthony ra khơi cũng chính là hắn. Hắn nhận rồi à?
Đương nhiên là hắn không chịu nhận. Nhưng mà tôi nhận ra chiếc thuyền đánh cá đó chính là chiếc thuyền mà hồi trước tôi đã nghi ngờ. Anthony cũng đã xác nhận là hắn. Chỉ quá là trùng hợp. Thưa ngài tổng đốc, tôi còn nghi ngờ hắn chính là cướp biển. Có lẽ hắn và Đỗ Hải Long là một. Dù cho không phải thì ít nhất hắn cũng là đồng bọn của cướp biển. Võ công của hắn rất cao cường. Mấy người chúng tôi đều không phải là đối thủ của hắn. Lần này hắn đột kích tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tôi cho rằng cần phải bí mật giết chết người này. Dù sao thì bây giờ hắn đã bị thương, là một cơ hội rất tốt. Nếu Hương Sơn Quyện Nha Trung Quốc hỏi thì chúng ta sẽ nói hắn đột kích người Bồ Đào Nha, bị trung tá Bilia bắn tự vệ, bị thương mà chết. Thưa ngài tổng đốc, không thể nào bỏ qua cho người này. Theo cách làm của hắn thì sau này chắc chắn hắn sẽ tụ họp dân chúng lại để gây rối. Vậy là chính sách mà chúng ta phải thi hành tại Macau sau này sẽ bị gây trở ngại. Đưa tôi đi xem thử người này. Nếu hắn là người đã đột kích ta trên biển thì ta phải chiêu đãi hắn cho tốt. Có phải là trùng hợp lắm không? Hai người không ngờ lại gặp nhau trong trường hợp này chứ. Ý của tổng đốc là hỏi cậu, sau khi nhìn thấy hậu quả của người này, chắc cậu không còn có ý định muốn bỏ trốn nữa chứ? Cha Aden đã khiến cha sợ. Xảy ra chuyện như vậy thật khiến người ta lấy làm tiếc. Thưa ngài tổng đốc, tôi nghĩ nên tha cho người này, bởi vì ông ta chẳng có ác ý gì với tôi. Không có ác ý. Tên này không những đánh gãy vai của Bilia, còn muốn dùng dao cắt đứt họng của Bilia. Hơn nữa hắn còn công kích ngài. Ngài nói hắn không có ác ý à? Đúng vậy. Ông ấy đã dùng dao chĩa vào cổ của Bilia. Nhưng nếu ông ấy muốn hành hung thì đã ra tay từ lâu rồi. Còn về tôi, đó là do hiểu lầm. Con người ai cũng có tội. Trước mặt của Chúa, con người đều có thiếu sót. Chúng ta đều cần sự tha thứ của Chúa. Ông ấy không sao chứ? Đúng vậy, tôi đã giải phẫu cho ông ấy. Khi nào ông ấy mới tỉnh lại? Không biết chừng. Cậu làm ông ấy tỉnh lại đi. Gì? Cậu làm ông ấy tỉnh lại. Ta muốn hỏi hắn vài câu hỏi. Nhưng mà ông ấy tỉnh rồi. Không, không phải ông ấy. Đôi mắt của tên cướp biển đó suốt đời này ta không bao giờ quên. Chúa
Thưa ngài tổng đốc, ngài đã thấy rồi đó, con người đó không có lý trí, cần phải nhanh chóng hạ hắn. Thiếu úy Carlos, ta tán thưởng hiệu suất làm việc của cậu. Bắt được tên này là một thu hoạch quan trọng. Được thôi, chúng ta bàn xem phải xử lý ông ta như thế nào. Đánh người Bồ Đào Nha bị thương, giúp Anthony chạy trốn, trừng phạt mấy tội này không được dung xá. Nhưng mà tại sao phải bí mật giết hắn, công khai mà treo cổ hắn, không phải càng có hiệu quả gây chấn động hơn sao? Sau này còn ai dám làm trái chỉ ý của chúng ta? Còn ai dám đột kích người Bồ Đào Nha? Nhưng mà công khai treo cổ A Phát e sẽ dẫn tới dân chúng làm loạn. Hơn nữa còn có chính phủ nhà Thanh. Lần trước việc đập nát nhà phủ, họ bắt chúng ta phải giải thích, cấm ra khơi mà nổ súng, có thể cho là ngộ thương. Nhưng mà nếu công khai treo cổ A Phát, e rằng quá mất mặt. Có lẽ chúng có thể làm gì? Chúng muốn tuyên chiến ư? Chúng không có cái gan này. Nhà Thanh trông như một món đồ to lớn, nhưng lại dán bằng hồ, động vào nát ngay. Chúng ta cứ làm như vậy. Nếu cậu không hỏi ra được điều gì, vậy thì chọn một ngày công bố tội trạng, treo cổ A Phát. Dạ, thưa ngài tổng đốc, trước khi treo cổ, bảo Anthony tiếp tục điều trị cho hắn. Hắn muốn ăn thì cho hắn ăn ngon một chút. Ta luôn luôn chú trọng việc làm cho tội phạm chết sau cho danh giá một chút, nhất là những tên đấu sĩ dũng mãnh này. Chỉ ít dũng khí của hắn khiến người ta tán thưởng. Tôi hiểu ý của ngài rồi. Đọc xem trên đó viết gì. Sắp tới sẽ công khai xét xử A Phát. A Phát bị bắt vô tù rồi sao? Dĩ Lương, cha của cậu cứ đứng chờ ngoài cổng tổng đốc phủ, vậy không phải là cách hay. Còn về việc A Phát, cậu cũng mau nghĩ cách đi. Bọn Tây nói A Phát đánh người của chúng bị thương, nhưng thực tế là chúng đánh A Phát tự vệ mà. Tôi thấy rõ ràng như vậy. Chúng xử A Phát thực tế chỉ muốn chúng ta làm theo ý của người Tây Phương. A Giao là một cô gái mồ côi ở Nam Thôn. Nửa năm trước, cha của nó đã nợ một món nợ cờ bạc ở phường Cao Hứng, bán thân đi Peru. Tới nay chưa có tin tức gì. Cách đây không lâu, mẹ nó chết vì bệnh. Nó đi làm ở phường Cao Hứng, đó là tại không còn cách nào khác. Nhưng bọn Tây đó là cưỡng bức nó, còn gây sự đánh nhau. Nói đi, quả thật lý trời không thể dung tha. Bọn Tây quả là quá đáng. Dù cho là kỹ nữ cũng đâu có cưỡng bức được, đó là quy tắc. Sau này các cô đưa người qua chúng ta còn có an toàn nữa sao? Thì đó, con gái tôi còn bán qua ngoài đường nữa chứ. Tôi không cho nó đi nữa. Hiện nay rất nhiều người qua ở Áo Môn làm nghề bán qua để sinh sống. Bây giờ quan trọng nhất là phải mau chóng cứu A Phát ra ngoài. Nó bị thương nặng, chưa biết sống chết ra sao. Tôi thấy lần này phải là quan phủ Đại Thanh ra mặt mới được. Quan phủ làm được gì? Lần trước cấm ra khơi, quan phủ ra mặt chẳng có chút tác dụng nào hết. Nhà phủ bị phá mà chẳng dám nói một câu nào. Thì đó, không, lần này khác. Thủy Liên, Thủy Liên, Quỳnh đi tìm muội khắp nơi. Quỳnh đi đâu vậy? Thủy Liên, Dĩ Lương, nghe nói Quỳnh bị người Tây đánh bị thương. Không sao, không sao. A Phát thúc đâu? Gần đây muội phải cẩn thận đó, có biết không? Nhà muội sao rồi? Nó đang ở trong phòng của mẹ. Chúng ta vào trong nói đi. Được, lần này khác rồi. Vì bọn Tây đã làm lớn chuyện này, chúng xử tội A Pháp thúc công khai là đang chà đạp lên quyền quản lý của Đại Thanh, ngang nhiên khiêu chiến với chính phủ Đại Thanh. Một mặt chúng cưỡng bức thu thuế, mặt khác chúng lại xét xử công khai. Xưa nay người vào quyền là mạch máu chủ quyền của một quốc gia, cho nên quan phủ sẽ không thể mặc kệ, trừ phi hoàng thượng không còn muốn có mảnh đất Áo Môn này nữa. Hơn nữa, lần trước tôi ở Quảng Châu đã gặp Từ đại nhân, ngài ấy nói nhất định phải điều tra vụ Nha Môn bị phá lần trước, cho nên tôi muốn lập tức đến bẩm báo Hương Sơn huyện. Văn Bảo, Quỳnh đi tìm A Giao ngay, cô ấy là nhân chứng quan trọng. Được,
Dĩ Lương, có cần phải chờ cha con về rồi bàn bạc lại không? Không được, mạng người liên quan tới trời không kịp nữa rồi, chuẩn bị đi. Khoan hãy nói với nhà muội, nó mới khỏi bệnh, không nên kích thích nó nữa, cứ nói là A Phát ra khơi rồi. Con biết rồi, đi. Dĩ Lương, muội cũng đi. Vậy muội đi theo huynh hay là đi theo Dĩ Lương? Huynh ấy chỉ có một con ngựa, chỉ chở được một người, tất nhiên là muội đi với huynh rồi. Được, đi. Ở đây này, đúng vậy. Này, A Giao có ở trong đó không? A Giao à, đúng vậy. Nó nổi tiếng như cồn rồi, cô tìm nó làm gì? Tôi tìm cô ấy có việc. Tôi dựa vào gì để nói cho cô biết? Nếu hai người tới để kiếm tiền thì tôi sẽ giúp, nhưng dựa vào gương mặt của cô... Hỗn láo, ta cho người biết, ta và ông chủ Lý của người là bằng hữu, ta sẽ khiến người ăn không được còn bỏ chạy đó. A Giao đâu? Nó bỏ đi rồi. Đi đâu rồi? Tôi không biết. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nó có còn dám ở lại đây không? Vậy ông chủ Lý đâu? Ông ấy ở Quảng Châu. Khoảng thời gian này ông ấy không có tới đây đâu. Các người không phải vì chuyện đánh người Bồ Đào Nha tới đây chứ? Đúng. Việc này có người mặc kệ đi. Kẻ đánh người chết chắc rồi. Người nói sao? Sao người lại biết? Nghe mấy người Bồ Đào Nha tới chơi nói đánh quan quân Bồ Đào Nha là tội chết, chắc chắn bị xử tội tử hình. Cái gì? Lại còn có chuyện này sao? Chọc ghẹo phụ nữ lại còn bắt người. Tên Tây này quá là coi trời bằng vung rồi. Tên Tây này ngang bướng ngược ngạo, ngày càng táo tợn. Rốt cuộc là tại sao, đại nhân? Và cô xét xử ngư dân Trung Quốc của chúng ta, tức là không coi tư pháp cai quản của chúng ta ra gì. Kiều càng riết quá càng quấy. Chuyện này nếu bỏ mặt không quản, hậu quả vô cùng. Làm sao quản? Lần trước đã giảm phải cây đinh lớn, đánh không cho đánh, nói không chịu nghe. Nghĩ lại mà thấy uất ức. Mặt mũi Đại Thanh bị mất hết rồi. Cậu nói đích thân cậu đã tới Quảng Châu cáo trạng. Có tin gì không? Tổng đốc hai cảng Từ Đại Nhân đã từng hứa với tôi sẽ sai người điều tra vụ Vọng Hạ Nha Môn bị tàn phá. Can thiệp vào chuyện của người Tây, sao mà lần này vụ bắt người của người Tây chỉ có báo cáo với tổng đốc hai cảng Từ Đại Nhân mới giải quyết được. Đại nhân, mạng của A Phát Thúc chỉ trong tích tắc. Không tìm thấy A Giao làm sao đây? Thôi đừng nói nhiều nữa, về nhà Dĩ Lương trước đi rồi tính tiếp. Đi, chúng ta bán mạng với chúng. Đi, bán mạng với chúng. Xuân Phương, không được đi, bọn Tây có súng. Nó có súng, nó có súng, ta có mạng. Ta bán một mạng không đủ thì ta bán cả hai mạng. Cứ cho là ông lấy cả mạng đi tới đó cũng không thể cứu A Phát ra. Không bán mạng ta càng không cứu được A Phát. Đi, Lâm Bá, Lâm Bá, không nên lỗ mạng. Lâm Bá, chờ Dĩ Lương trở về rồi mới bàn lại đi. Quan phủ sẽ can thiệp mà. Bọn Tây đó hiếp người quá đáng. Lần này mà ta bỏ qua cho hắn thì sau này Vọng Hạ thôn sẽ không còn có ngày an ninh. Đúng, đánh bọn Tây, không tới nhượng bọn chúng. Những thứ chúng ta nắm trong tay không phải đùa đâu. Đi, Lâm Bá. Xuân Phương, ông hãy nghe tôi nói một câu. Thủy Liên nói đúng đi. Chờ Dĩ Lương về rồi bàn tiếp đi. Đúng đó. Tôi xin các bá mà, nha muội bệnh rồi không thể cho nó biết được. Dĩ Lương về rồi kìa. Dĩ Lương, cha, quan phủ nói thế nào? Hương Sơn huyện nhà không dám quản, báo với tổng đốc hai cảng. Báo Quảng Châu à? Vậy phải kéo tới khi nào? Bọn Tây đòi xử tội chết A Phát Thúc rồi. Tên người Tây đánh A Phát Thúc trước, dựa vậy đâu mà xử A Phát Thúc tội chết? Bọn Tây đó đâu nói lý. Chúng nói người của chúng bị đánh bị thương, nguy hiểm tới tính mạng. Sao lại như vậy? A Phát Thúc bị chúng đánh trọng thương mà. Tổng đốc hai cảng muốn ra mặt can thiệp cũng không còn kịp. Đến khi đó họ cũng không dám quản như Hương Sơn huyện nha, rồi lại bẩm báo kinh thành đến hoàng thượng. Vậy A Phát sẽ chết chắc. Ta thấy cứ vậy, chúng ta cứ... Cha của con, nhà muội à, sao con lại ra đây vậy? Không phải ta đã nói với con là cha của con ra khơi rồi? Cứ vậy, nói thật với nó luôn đi. Nhà muội à, cha của con bị thằng Tây đánh bị thương, bắt đi rồi. Bây giờ các bá định đi cứu ông ấy.
Nhà muội. Nhà muội. Nhà muội. Muội làm sao vậy? Nhà muội. Tỷ là Thủy Liên đi. Muội không nhận ra tỷ sao? Nhà muội, muội con. Liên tỷ đây là món gì cho muội này? Liên tỷ là món ăn ngon cho muội này, đúng. Mau nhìn này. Nhà muội yên tâm đi, chắc chắn A Phát Thúc sẽ không sao đâu. Bởi vì tổng đốc Hai Cảng đã biết chuyện rồi. Muội biết không? Biết thì thế nào, chỉ e là không kịp thôi. Im lặng đi. Không sao đâu. Nhà muội, nhà muội, nhà muội. Nào, nhanh lên. Nào, để cho nó yên. Từ từ thôi, nào. Giày, chưa cởi giày. Nào, để muội cởi giày. Được rồi, để cho nó yên. Để nó yên tĩnh một chút đi. Mọi người hãy ra ngoài đi, ra ngoài đi. Được, vậy tụi con ra ngoài trước nhé, ra ngoài đi. Này, sao Quỳnh lại nói như vậy? Quỳnh nói thật mà, cứ nghĩ đi. Cứ cho là tổng đốc Hai Cảng biết chuyện rồi, đồng ý quản, e rằng đã trễ rồi. Chỉ còn cách đánh một trận cho cá chết lưới rách. Đúng, chúng ta đi, đi. Khoan, bán mạng không phải là cách hay. Lâm bá, bá không được đi. Nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì bá mẫu dạy nha muội. Đúng đó, Dĩ Lương. Con nói làm sao đi? Khó rồi, khó rồi. Nhưng mà Văn Bảo, có phải là huynh có cách gì hay không? Không nên nói ra. Huynh mau nói đi. Nói đi. Cho tới nước này, mấu chốt là phải coi tổng quản Hai Cảng. Dĩ Lương, không phải nói là đã báo lên rồi sao? Rốt cuộc có quản không? Quản ra sao? Khi nào mới quản? Giữa những điều này là cả kho học vấn. Hiện nay làm việc chú trọng lề lối, nhất là quan phủ nha môn, càng nhiều ngõ ngách lề lối hơn. Tôi ở Quảng Châu vài năm, quen vài người bạn. Chỉ cần họ đồng ý giúp đỡ, chuyện lớn cũng thành chuyện nhỏ, chuyện chậm sẽ thành chuyện gấp. Chuyện quan trọng tới tính mạng còn không là chuyện lớn, không là chuyện gấp sao? Nói thì nói như vậy, nhưng quan phủ có quy tắc làm việc của họ, người ngoài làm sao biết lề lối ở trong đó chứ? Nếu muội không biết đều cứ làm bừa coi, không kéo tới ngày ngọ năm thân mới là lạ. Chân Bảo, vậy chúng ta tìm ai đi? Bây giờ không tiện nói ra, chỉ cần được việc. Nhưng mà e rằng phải chuẩn bị ngân lượng để lo liệu. Vậy chúng ta góp tiền, chỉ cần cứu được A Phát ra, có tán gia bại sản cũng được. Đúng, Văn Bảo, muội biết là huynh có cách mà. Thật ra cũng chẳng có gì. Văn Bảo này không có bản lãnh gì lớn, chỉ là quen biết nhiều người thôi. Được, vậy nhé. Huynh đi Quảng Châu trong đêm, ngày mai muội chờ thư huynh. Được. Văn Bảo à, cậu không có chuyện không lên Tam Bảo Điện. Cậu tới chắc là có chuyện gì khó khăn đây. Đã nói là Lý công tử thần thông quảng đại, chuyện này liên quan tới mạng người, không phải Lý công tử không thể làm được. Nếu huynh có thể báo với quan phủ, lập tức cho người tới Ma Cao can thiệp vào chuyện của bọn Tây, vậy thì mạng sống của A Phát Thúc đã được cứu sống rồi. Cậu quả là biết nịnh hót. Làm sao tôi có bản lãnh lớn đến thế? Hơn nữa A Phát gì đó có liên quan gì với tôi chứ? Lý công tử nói vậy là chưa phải. Tuy Phát Thúc không quen biết với huynh, nhưng cũng là người Trung Quốc. Huynh không thể nhìn thấy đồng bào mình bị bọn Tây giết hại sỉ nhục. Hơn nữa, chúng ta còn là hàng xóm với nhau, quen biết nhau nhiều năm, không thể thấy chết mà không cứu. Chứ tình cảm nhiều năm của chúng ta coi như tôi xin huynh đó. Lâu rồi không đi chung với Văn Bảo, không ngờ tấm lòng quảng đại của cậu khiến tại hạ toát mồ hôi. Lý công tử, Thủy Liên cũng đang chờ tin của tôi. Nhất định huynh phải cho tôi sĩ diện này chứ. Sao? Thủy Liên cũng quan tâm đến chuyện này sao? Cô ấy còn quan tâm hơn cả tôi. Con gái của Phát Thúc là nha muội, là cô bạn thân nhất của cô ấy. Tuy lần này xét xử A Phát Thúc
Nhưng dù sao thì chuyện này là do phường Cao Hứng của ông gây ra. Huynh là ông chủ của phường Cao Hứng, sao để yên vậy được? Được, Văn Bảo, coi như cậu tìm đúng người rồi. Nói một câu thật lòng, vụ phá nhà phủ lần trước tới bây giờ vẫn chưa kết thúc. Tổng đốc hai cảng Từ Quảng Tấn đại nhân đêm hôm qua đã nhận được cấp báo, ngài ấy rất giận. Bọn Tây đó, bọn chúng coi trời bằng vung, được voi đòi tiên. Đúng đúng đúng, trong mắt bọn chúng còn có tổng đốc đại nhân chúng ta không? Tổng đốc đại nhân đã quyết định sai một quan tứ phẩm tham tướng xử lý cả vụ phá nha môn lần trước chung một lượt luôn. Thật à? Hay quá. Không biết tham tướng đại nhân có thể đối phó với Pha Cô không? Việc này cậu yên tâm. Em vợ của tham tướng đại nhân cách đây không lâu được gả cho Long Thân Dương, bây giờ cũng coi như là hoàng thân quốc thích rồi. Pha Cô có hung hãn hơn nữa, hắn cũng không dám bất kính với hoàng thượng của chúng ta đâu. Vậy cũng đúng. Nhưng mà tham tướng đại nhân nhất thời còn chưa khởi hành được. Tại sao vậy? Ông ấy đang chờ ta. Chờ huynh. Lúc nãy không phải cậu đã nói vụ việc này là do một người phụ nữ ở phường Cao Hứng gây ra? Ta là ông chủ của phường Cao Hứng, phải đích thân tới điều tiết chứ. Nhưng mà hiện nay sức khỏe của ta không tốt, cậu cũng thấy đó. Ta đang dưỡng bệnh ở Quảng Châu. Nếu lúc đó ta có mặt tại hiện trường thì chắc cũng không xảy ra chuyện này đâu. Đúng đúng đúng. Con bé cái gì A Giao đó, cô ấy cũng quá cứng nhắc. Phải. Nhưng mà hơn nữa cậu nói, nếu như tôi đắc tội với người Bồ Đào Nha thì có ích lợi gì cho việc kinh doanh sau này trên đất Ma Cao của tôi hả? Nhưng mà Văn Bảo đích thân tới nhà thăm thì tôi cũng phải đi một chuyến. Nhân dịp tôi muốn tới Ma Cao lấy thủy, lấy hàng trên biển. Khốn nạn, bọn Tây này quả là không ra gì. Cậu nói hắn ăn uống không trả tiền thì thôi, còn kiếm chuyện trong quán của tôi, bù cho hắn sợ cũng được. Lý công tử, thật lòng cảm tạ huynh. Văn Bảo, vậy không phải nể mặt của cậu rồi sao? Cũng là nể mặt của Thủy Liên đó. Thủy Liên, cậu xem tôi chỉ nói đùa. Cậu khoan hãy căng thẳng. Đi thôi. Mời. Đến rồi. Đặc sứ tổng đốc hai cảng tới rồi. Văn Bảo giỏi thật. Mời. Sao lại là Lý công tử? Dương Thao, Lâm công tử tới đón tiếp khiến bổn đặc sứ vô cùng cảm động. Có công vụ nên lần sau nói tiếp. Đi tới tổng đốc phủ. Mời. Khó khăn lắm tôi mới có thể mời họ tới đây. Vậy là thế nào? Tôi cũng hết cả hồn. Thám thính mới biết em vợ ông ấy gả cho Long Thân Dương, bây giờ là hoàng thân quốc thích. Còn chuyện tham ô, sau khi điều tra không có việc đó, bây giờ ông ấy tứ phẩm đó, cả Hương Sơn huyện cũng thuộc ông ấy quản. Nào, đi thôi, khởi kiệu, đi. Đừng nói nữa,
Thưa ngài, đặc sứ tổng đốc hai cảng đã tới, bây giờ đã tới cổng bên ngoài, nhưng mà bảo hắn về đây. Thưa ngài, ông ấy không chịu xuống kiệu, bảo là phải ngồi kiệu vào trong. Đây là quy tắc gì vậy? Hắn là đặc sứ thì đã sao? Không xuống kiệu thì đừng vào đây. Dạ. Thôi được. Bọn quan nhà Thanh này tên nào cũng sĩ diện. Cho hắn đi kiệu vào đây. Nếu hắn muốn, để hắn ngồi kiệu vào nhà vệ sinh cũng được. Dạ. Tổng đốc Faco, rất vui mừng gặp lại ông. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Từ lâu ta đã nghĩ tới Dương đại nhân thích ngồi kiệu, đúng không? Ta không thích ngồi kiệu, ta chỉ thích nhận được sự tôn trọng của người khác. Không phải ngài muốn đàm phán với tổng đốc hai cảng sao? Ta chính là đặc sứ do tổng đốc hai cảng sai tới. Phẩm hàm của ta là tứ phẩm tham tướng. Khâm lệnh của hoàng thượng, việc nhà phủ của giọng hạ đã tới lúc phải giải quyết rồi. Trước tiên ta chúc mừng ngài đã được lên chức. Ta nghĩ chúng ta đã quen biết nhau thì vấn đề tồn tại giữa chúng ta chắc không khó giải quyết. Hy vọng là thế. Xin mời. 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 Các con nói tên Dương Thao đó có thể nói giúp cho A Phát không? Lâm Bá, trên đường Dương đại nhân đã nói rồi, lần này ngài ấy tới không những phải lấy lại công bằng cho người qua ở Ma Cao, còn phải bắt bọn Tây đền bù tiền phá nhà phủ, rửa món hận bị sỉ nhục, xin lỗi công khai. Con người ta lên chức cảnh giới cũng khác hẳn. Đúng, làm xong vụ này ông ấy còn có thể lên chức nữa. Con người ta luôn thay đổi. Nếu mà tôi làm được tổng đốc hai cảng thì tôi sẽ trở thành anh hùng dân tộc. Không muốn thành danh cũng không được. Đó là thế mà. Huynh nói láo. Huynh còn muốn làm vua nữa chứ gì? Con này không được nói bậy. Nói ra bị chém đầu đó. Tên Lý công tử đó, sao hắn cũng trà trộn vào đây? Hắn à, nơi nào vui thì sẽ có hắn ta. Kiếm cơm ăn mà. Tổng đốc Faco, tổng đốc hai cảng Từ đại nhân sai ta tới đây để nói với ngài về việc giọng hạ nhà Sở bị phá. Về phía ngài cần thiết phải bồi thường, đồng thời phải xin lỗi công khai với những quan viên đã bị sỉ nhục. Sở dĩ không can thiệp vào việc này của các ngài ngay lập tức là do muốn để cho các ngài có thời gian tự kiểm điểm lại. Đại Thanh còn đang chọn quan chức, không lâu sẽ vào làm việc tại giọng hạ nhà Sở. Tên Lâm Dĩ Lương mà các ngài bổ nhiệm, Đại Thanh không thừa nhận. Sau này phàm là những vụ việc có liên quan tới người qua ở Macau, tất phải do giọng hạ nhà Sở chịu trách nhiệm xử lý. Về việc giọng hạ nhà Sở, chúng ta có thể thảo luận một cách song phương, đều cảm thấy hài lòng. Với riêng ta mà nói, nếu Dương đại nhân đã cảm thấy bị oan ức, ta rất đáng tiếc. Đó là do sự lỗ mãng của thuộc hạ ta đã gây nên. Dương đại nhân đừng để bụng. Nói thật, Dương đại nhân đã được lợi trong vụ việc lần trước. Nếu không, làm sao có thể trở thành đặc sứ tứ phẩm chứ? Đó là phúc này do quả mà có. Hoàng thượng có đôi mắt tinh xảo, nhìn rõ chân tơ sợi tóc. Thành tích của bổn quan, quần chúng ai ai cũng nhìn nhận, ta biết. Còn nữa, lần này bổn quan tới đây là để xử lý vụ án ngư dân tên A Phát đã xảy ra xung đột với phía ngài. Qua điều tra dẫn tới vụ việc này là do một vị quan quân phía ngài đã chọc ghẹo một phụ nữ tên A Dao. Quan quân của chúng tôi chỉ hỏi cô ấy một số vấn đề, không hề có ý chọc ghẹo. Ngài có thể hỏi A Dao. Dương đại nhân, A Dao không rõ tung tích. Ta lại muốn hỏi quan viên phía ngài,
Trung tá Pelia hiện nay đang bị thương nặng, đang cấp cứu. Vậy ta đưa A Phát về. Sau khi xử lý, nếu đích thực ông ấy có tội, sẽ do quan lại nha quyển nước Đại Thanh điều tra xét xử. Người dân A Phát ra tay đột kích quan viên người Bồ Đào Nha của chúng tôi, khiến một người bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ, gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời bị tình nghi là cướp biển và giúp phạm nhân bỏ trốn. Hắn đã phạm pháp nghiêm trọng về luật pháp của đế quốc Bồ Đào Nha chúng tôi. Cứ cho là A Phát ra tay làm thương người, theo điều ước của hai nước, phạm là người Trung Quốc phạm tội trên đất Macau. Đây là giám định thương tật của bác sĩ chúng tôi, sẽ do chính phủ Trung Quốc tra xét. Phạm là tội phạm người Bồ Đào Nha trên đất Macau, sẽ do chính phủ Bồ Đào Nha tra xét. Trên tấm bia đá pháp luật trong Tổng đốc phủ đã nói rõ điểm này. Xưa kia lúc Loret nhậm chức, chúng ta cũng chấp hành theo điều ước này. Và cô tiên sinh đã nhận nhiệm vụ một thời gian rồi, chắc là đã thuộc điều ước này rồi chứ. Dương đại nhân, nói thẳng là ta rất không quen với điều ước luật giới gì cả. Nếu ngài cảm thấy quan trọng thì điều ước đó sẽ được làm mới lại tự động. Ta cho rằng trước khi làm điều ước mới thì hai nước chúng ta nên chấp hành tốt điều ước vốn có. Vậy thì xin Dương đại nhân hãy chuyển cáo lại với Tổng đốc Hai Cảng, bắt đầu từ nay tại Macau chỉ chấp hành một loại luật pháp, là luật pháp Bồ Đào Nha. Nếu là như vậy, quyền phủ tại những khu ngoài Macau thuộc nước ngài và cả thương nhân làm ăn tại Quảng Châu, nước chúng tôi sẽ có quyền bắt và xử lý theo luật pháp. Xin Tổng đốc đại nhân ngài chú ý, bổn quan không phải là quan viên vọng hạ nhà sở, trước mắt ta có quyền hạn này. Khi ta tới, Tổng đốc Hai Cảng từ đại nhân để cho ngài biết, ngài ấy không muốn vào lúc ngài ấy vừa được bổ nhiệm đã xảy ra những chuyện không vui vẻ thế này. Xin ngài Phan Cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Carlos, ngài Tổng đốc bảo ngài ấy cần phải bàn bạc lại với tòa án chúng tôi. Chúng tôi không có giết người vô tội, mà chỉ là làm việc nghiêm khắc theo trình tự của luật pháp. Còn về chuyện xử lý tên ngư dân đó như thế nào, mấu chốt là ở chỗ phải xem mạng sống của Pelia có phải đã được đảm bảo. Hôm nay mời hai vị nghỉ một đêm tại khách sạn, ngày mai đến bàn tiếp. Bây giờ ta muốn có một câu trả lời rõ ràng, có thả người hay không? Đây là thông điệp cuối cùng của ngài ư? Carlos, nên tôn trọng đặc sứ Tổng đốc Hai Cảng hơn. Dương đại nhân, như lời thiếu tá Carlos đã nói, chúng tôi có trình tự luật pháp nghiêm khắc. Nếu trung tá Pelia vượt qua nguy hiểm, ta sẽ nói rõ tình hình với tòa án, giao người lại cho ngài, nhưng không phải lúc này. Dương đại nhân, họ đã cho câu trả lời rõ ràng như vậy, ngày mai bàn tiếp đi. Được thôi, ta chờ tin ngày mai. Còn về thương tật của trung úy Pelia, rất nhiều người đã chứng minh cậu ấy chỉ bị thương một vai, ăn nhiều canh nấu bằng xương chó một chút sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Ngài Tổng đốc, tên này lên chức rồi, càng ngang ngược vô lý hơn, lại còn dám uy hiếp sự an toàn của người Bồ Đào Nha chúng ta trên những khu vực khác. Chẳng qua là một ván cờ thôi, không biết đó là ý của cá nhân hắn hay là ý của cấp trên hắn. Tóm lại, chúng ta không thể để hắn bắt được điểm yếu gây phiền toái cho chúng ta. Thả người thật sao? Ta thấy thả người chưa chắc không tốt. Hắn muốn thì cho hắn, nhưng mà không dễ dàng như vậy. Phải kéo hắn vài ngày. Không, càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt. Lúc đó tôi nói mỏi cả miệng, nhưng mà sau khi tôi khuyên bảo đã làm ông ấy động tình, thấu hiểu lý lẽ. Cuối cùng Lý công tử đã đồng ý giúp đỡ rồi. Còn Dương đại nhân không lâu đã tới ngay.
Hôm nay người đến quán ăn đều bằng luận vụ này. Nghe nói lúc Dương đại nhân tới đó, khẩu khí cứng cáp lắm. Họ nói pha cô đã đồng ý thả người rồi. Đương nhiên rồi, pha cô sẽ không giở trò gì chứ.